Xin chào mọi người nha. Hôm nay em lên video tiếp theo, số video là 527. Nên em sẽ giới thiệu với mọi người em lên là 14 mã cần. Tất cả em lên cần gấp bon hết nhé. Em lên một số cái cần lua và cần đây nè, cần đáy nha mọi người. Thì chắc em lên là thêm một tới hai video nữa thôi, em sẽ ngưng nghỉ Tết nha. Tại vì bên đơn vị vận chuyển người ta cũng chỉ nhận hàng tầm khoảng là 5 hôm nữa thôi là ngưng ship code rồi đấy mọi người. Thì cuối năm ship hàng cũng rất là chậm nên là em chắc em cũng sẽ nghỉ sớm ha mọi người. Thì năm nay thì Tết tới quá là sớm, thì quá là nhanh. Thì những cái đơn hàng cuối cùng này, những cái đơn hàng cuối năm này thì em sẽ miễn ship hết, toàn bộ hàng em sẽ miễn ship hết nha. Và trong đơn hàng em sẽ gửi kèm cho mọi người, tại vì mọi người biết sao không, được trước đây thì em có bán cửa hàng á, thì em có nhập một ít hàng cước nè. Mồi cá giả hay là mồi những con nhái hơi hoặc là cá giả đó, thì em sẽ cũng còn lại một ít. Thì hôm nay em dọn ra, em dọn nhà thì nó lòi ra được một thùng luôn, thì em sẽ coi như là em sẽ kèm theo trong mỗi đơn hàng cho mọi người ha. Nói chung là cái đó thì thực ra em thanh lý thì vẫn được thôi, nhưng mà nó cũng là không có đáng bao nhiêu hết mọi người, nên là coi như là em kẹp trong cái đơn hàng. Cứ khách chốt đơn là em sẽ gửi kèm nhé, gửi kèm theo mọi người nhận hàng, cái đó thì mọi người hoan hỷ nha. Nói chung là cũng đừng có chê ha mọi người, em nói chung là em chỉ kèm theo coi như là một cái quà tặng cuối năm, chứ em cũng chẳng có gì hết đấy. Thì hàng thì hàng hóa tất cả em bao ship nha, em fix giá và em bao ship hết rồi. Thì mọi người có nhu cầu đặt hàng vui lòng là liên hệ giúp em vào số điện thoại là 0932455407 nhé, hoặc là nhắn tin qua Zalo giúp cho em để em chốt hàng nha mọi người. Rồi em đi vào mã đầu tiên nè, cửa số 1. Số 1 nè, một cây UL nhé. Hôm trước em có lên cũng một cây UL dạng như thế này, màu khác. Thì em bán rồi, là có khách hỏi rất là nhiều, nhưng cây này là nó bị em không tìm thấy cây này, nó hôm nay mới ra thấy lại này. Hôm trước khách nào hỏi mình xem được thì mình chốt lại giúp em nha. Đây nó cũng tương tự cây hôm trước thôi mọi người. Cây này màu cam, cây hôm trước là em lên cây màu đen á, dài là 1m3, luôn 1-7g, là 24LB, dòng UL, ngọn đặc nha mọi người, ngọn đặc phần cán này. Đó, cái này y chang cây kia thôi, không khác gì hết nha. Đó, quen đây. Em nhớ là em có hai cây, nhưng mà tới hồi khách hỏi thì em lại tìm không có thấy, để trong hàng hóa nhiều á mọi người, nó lấp á, không thấy được. Giờ nó dọn nhà nó lòi ra một mớ luôn. Ngọn cây này là 0.8 ly, dòng ngọn đặc nha mọi người. Đây phần ngọn này, cần UL đọc đặc. Rồi, mã số 1 nha. Dài là 1m30, khoen bét hãng theo cần. Cân nặng cây này là chỉ có 90g thôi, còn rất là đẹp, giá là 300 ngàn miễn ship nha. Hôm trước em bán cây hôm trước là những cái video trước là còn ship hết. Những video này chắc là video thêm một video nữa là em sẽ ngưng ha. Rồi cây số 2 nè. Số 2 là một cây 1m8 cần lua máy đứng. Bát này, bát vặn. Cây này là phôi carbon xoắn vòng như thế này, dòng của Hàn Quốc xuất Nhật nhé. Dài là 1m8, 2 khúc. Cây này thì độ cứng của nó là AML nhé. Ở trên đây thì nó không có để thông số độ cứng, nhưng mà cái này thì vết bẩn nha mọi người. Đây này. À, cũng có vết trầy xước đây. Trầy xước nha, sơn xước nha. Nó cũng có bẩn nữa. Phôi thì là phôi carbon xoắn vòng như thế này. Khoen là Fury. Khoen là Fury ha. Khoen Fury, cái này là ngọn 1.5 ly, 1.6 ly nhé. Nó dao động trong khoảng đấy. Cần thì có tất cả là 5 khoen cả đầu bu, dài 1m8, độ cứng tương ứng ML, nặng là 102g và giá là 500.000 ha. Mã số 2, 500. Cây số 3 là một cây cần máy đứng luôn. Cây này là của Shimano. Cây này cũng còn đẹp. Em có một cặp, hôm nay em có một cặp Shimano. Một cây đứng và một cây ngang nha. Cây này cán của nó này, gỗ bần nha. Màu của nó là màu xanh á, màu xanh đó, màu như thế này. Tem nhãn của cần đây. Cái này dài là 5.8 in, là tầm khoảng 1m72, 1m72, 1m73 gì đó nha. Của Hàn Quốc xuất Nhật.
Lua của nó là từ 2 tới 10 gram, lai là 40 lb, là độ cứng tương ứng L. Độ cứng tương ứng L thông số này nha. Dòng này là bát quanh XT, khoen cũng Fury, cái này cũng còn đẹp lắm. Sáng đẹp nha. Xanh này dạng xanh xanh rêu 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 như thế này. Cần thì có 6 khoen cả bu. Cần còn rất là mới luôn ha. Khoen thì không bởi cái này nó bám bẩn thôi mọi người. Khoen là bám bẩn ha. Bu đây. Độ cứng L. Khoen là Fury. Cần của Shimano. Ngọn cái này là 1 ly 4. Ngọn là 1 ly 4. Tổng thể 2 khúc đây. Nặng cái này là 94 gram nhé. Mã số 3 giá là 700 nghìn. Mã số 3 giá là 700. Mã số 4 em có một cây Shimano luôn, máy ngang nha. Dài là 1m98, 2 khúc này, cần máy ngang 1m98. 2 khúc như thế này. Cũng là dòng cắn bần nha mọi người. Đó, pad là pad vặn của hãng Shimano. Tem nhãn nó đây. Đó, thông số này. Pad quanh XT dài là 6,6 in là 1m98, lua là từ 7 tới 21 gram. Ra là 8 tới 20 lb. Đó, cái này thì tầm khoảng M á mọi người nhé. ML tới M. Trong thật tại vì nó không có để rõ này, nó chỉ để thông số tải mồi thôi. Thì cái thông số này thì tùy cây cần. Có cây thì thông số này sẽ là M rồi, nhưng mà có cây thì nó người ta ghi là ML. Thì em báo mọi người độ cứng dao động ML đến M nhé. Khoen là Fury. Đó, dòng hàng Shimano. Còn rất là mới luôn ha. Còn mới lắp khoen thì nó bám bẩn á mọi người. Bám bẩn ấy mình này một xíu rồi. Cần này gồm 2, 4, 6, 8 khoen. Cả bu. Dài là 1m98, 2 khúc. Khoen thì nó bám bụi bẩn thôi ha. Cũng còn đẹp. Ngọn 1 ly 8 ha. Cái này bu cần nè. Đó, 1 ly 8. 2 khúc 1m98. Tổng thể đây, nặng là 118 gram, mã số 4 giá 800 nghìn. 800 nghìn nha, mã số 4. Tiếp theo số 5 cũng là một cây Shimano. Đó, cũng một dòng Shimano, hàng Shimano bắt quanh nha. Cây này cũng còn rất là đẹp luôn ha. Này thì cái cán nó hơi xấu xíu ở bần này. Đó, nhưng mà nó vẫn rất là chắc chắn nha. Đó. Bát đây mọi người, dòng này là bắt quanh, Shimano bắt quanh, máy ngang. Của China xuất Nhật, dài của nó đây. 5,8 in là 1m73, lua là 721 gram, lai là 12-20 lb. Đó, cây này độ cứng tương ứng tầm M, cũng còn đẹp ha. Cây này chỉ có cái phần cắn bần của nó là nó có hơi sần á, hơi sần sùi cái cắn bần thôi. Cái này khoen Fury đây, nó hơi xấu phần bần ở đây xíu nha mọi người. Đó, này vì mọi người bọc thêm cái màng co hoặc là mọi người đi keo lại ha, đi keo cái phần ở trên đây, hàng bãi mà phần bần nó rất là hay bị. Đó, khoen thì còn đẹp ha. Cần máy ngang. Cái này khoen bát Fury. Ngọn cái này thì em đo được là 1 ly rưỡi nha. 1 ly rưỡi độ cứng M, dài 1m73. Cần Shimano 2 khúc tổng thể đây. Nặng của cần là 116 gram, mã 15 này em sell 700 nghìn ha. Giá 700. Tiếp theo, một cây máy ngang nữa. Một cây cần của Daiwa. Cái này thì dài là 1m8, cứng ML. Phát đây mọi người, hãng Daiwa nhé. Bắt hãng của nó luôn á. Dòng này là Daiwa của Taiwan xuất Nhật. Daiwa Procaster 602 ML. Thông số đây 6 feet. Lua 3/16 tới 5/8 OZ. Lai là 6 tới 14 LB. Ngoại hình của nó đây. Hàng của Daiwa nhé mọi người. Khoen Fury luôn ha. Khoen Fury loại xám đen này. Tem nhãn rất đầy đủ luôn. Phần ngọn đây. Ngọn cây này là 1 ly 7 ha, 1 ly 6, 1 ly 7. Gồm có là 2, 4, 6, gần có tất cả là 7 khoen. 7 khoen Fury. Cần máy ngang 2 khúc, chiều dài 1m8, độ cứng ML, cân nặng 130 gram và mã số 6 này giá 650.000 nha. 650.000 mã số 6. Mã số 7 em cũng có một cây máy ngang luôn, một dòng cần cán bần của Hit Advan. Dòng này Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người.
máy ngang này, Heat Advance Hàn Quốc xuất Nhật. Cái này màu bạc nhé, màu bạc còn đẹp lắm nha mọi người. Đấy, cứng ML dài 6 feet nè. Bad Boss đó, màu đẹp nhé, đầy đủ tem nhãn, khoen Fury hết. Ngọn của nó đây, cái này là bẩn đó mọi người nhé. Cái này là vết bẩn á, có thể lau sạch được á, để em lau lại sau. Đồ cứng ML, chiều dài là 1m80 hai khúc. Khoen Fury ngọn và 1.6 ly. Tổng thể đây. Màu bạc còn rất là đẹp luôn. Mã số 7 112g, giá là 550.000. Giá 550.000, mã số 7. Số 8 là một cây lua máy đứng nữa nha. Cây này cũng là máy đứng, khoen Fury dài 1m8 luôn. Phần tay cầm của nó là mút xốp, pad của nó là dòng bách hãng vặn nha mọi người. Bách hãng vặn. Đây, cây này thì là chất carbon xoắn vòng thông số nè. Royal Spin của Hàn Quốc xuất Nhật nè, made in Korea. Đó, dài 1m8, cứng ML. Khoen của nó là dòng khoen Fury loại xám xanh như thế này. Khoen ok hết. Phần ngọn cần đây. Đó, cần có 6 khoen. 6 khoen cả đầu bu. Đó, bu đây. Bu Fury xám xanh nhé. Cứng ML, 2 khúc. Cái này ngọn khoảng 1.4, 1.3, 1.4 nhé. Tổng thể của cần đây. Nặng là 118g, mã số 8 giá 500.000. Số 8 giá 500. Ơi, số 9 nè, số 9 một cây cần 1 khúc, dài là 1m8. Cái này thì là một cái dòng cần ngọn đặc nhé, 1 khúc thôi, ngọn đặc. À, thích hợp cho khách nào mà câu ghe, câu bè mà câu bạo lực một xíu nha. Đây, ngọn đặc. Cái này cũng đẹp lắm, màu xanh đen. Góc đây. Tay cầm của nó là tay cầm cán mút xốp. Cán hở như thế này này, pad nó là dòng pad Fury vặn nhá, pad tem vàng. Khoen cây này là khoen thường nha, khoen hãng này, cái dòng này em bán rất rất nhiều rồi. Khách là em bán những cây này ship đi rất là nhiều rồi. Đó. Nó về mình. Đó. Ngọn này là ngọn đặc nguyên nhá mọi người, ngọn đặc nguyên một khúc như thế này. Bu đây. Ngọn ly rưỡi, ngọn của nó là 1.5 ly. Rất là nhiều khoen á, 2, 4, 6, 8, 10, 11 khoen cả đầu bu nha. 11 khoen cả đầu bu cần còn mới đẹp nha. Bát Fury khoen hãng. 1m8, tổng thể của nó đây. Cái này nặng 280g nha. À, giá cần là 500, giá cần là 500.000 nha mọi người. Tiếp theo số 10 nè, đây là mã số 9. Rồi, cây số 10 em có một cây cần cắm gốc nha. À, dạng cắm lỡ, hai khúc cắm lỡ. Đây. Dài nhiêu ta? Em coi thử cây này nó dài bao nhiêu. À, để em đo thử cây này nó dài bao nhiêu, nó bị thông số nó bị mờ rồi. Nên là cũng không có rõ là nó dài bao nhiêu, để em đo thử nha. Cái phần ngọn của nó là ngọn đặc á, còn cái gốc là gốc carbon. Chiều dài của cây này nó là 1m8. 1m8 á mọi người, 1m8. Đây, hai khúc nha, hai khúc cắm lỡ. Phần gốc của nó đây, dạng cần cần đặc này, phần chua của nó này. Đó, chua gỗ nha, cắn mút xốp, pad Fury. Đó, phần gốc của nó là carbon hai da như thế này nè. Gốc carbon nha mọi người. Còn ngọn của nó là ngọn đặc, ngọn sợi thủy tinh. Có trầy nha, ngoại hình thì có trầy xước. Và khoen nó là khoen biển nha mọi người. Khoen Fury biển đây, khoen Fury loại xứ xám. Khoen như thế này. Cái này nó có khoen nó bám bẩn thôi nha. Khoen ok bu là Fury xích 2, 4, 6 khoen cả đầu bu. 6 khoen cả đầu bu nha mọi người. Bu là Fury xích, ngọn là 2 ly. Nó ngọn đặc mọi người nên là nó sức tải nó rất là khỏe. Cái dòng cần ngọn 2 ly 1 nha, ngọn 2 ly 1. Ngọn này là ngọn sợi thủy tinh đặc, phần sức tải của nó rất là khỏe luôn. Tổng thể nó là cắm lỡ như thế này nè, chiều dài nó là 1m80 nhé, khoen biển. Nặng là 266g, mã số 10 này giá 800 ha. Giá 800, mã số 10. Tiếp tục nè, số 11 nè, 11 một cây 2 khúc carbon.
cái này của Alpha Tucker, Hàn Quốc xuất Nhật ha. Khoen của cái này là dàn khoen Furisit biển hết. Phần ngọn của nó đây, à phần chui. Cái này cũng còn đẹp nhá, Pat Fury tem vàng. Nó cũng còn rất là ok. Đây, thông số của nó này. Cứng 120 và dài là 2m4, dòng Alpha Tucker nha mọi người. Dipcom này. Đó, made in Korea. Cái này dòng khoen xích hết. Khoen cái này là khoen xích hết nha. À, cái này thì em sale tại vì cây này là cây cuối cùng của cái lô đó là em nhập vào cần carbon, mà loại không cần biển như thế này là nó đã tới 1,5 triệu một cây rồi đó mọi người. Hôm nay em để cho còn một cây cuối lô em sale đó, khoen tất cả là khoen Furisit. À, chứ mọi người nói những cái dòng này nè, dòng khoen mà khoen biển khoen xích như thế này giá vào nó rất là cao mọi người, nó hàng lô về nó không có đâu. Ngọn cái này tới 3 ly 3 ha. 3 ly nói chung là dao động cái thứ, nói chung thiết kế điện tử thì nó cũng sẽ nó bị em đo thì lúc thì 3 ly 1, lúc thì 3 ly 3 vậy đó, nó dao động trong khoảng đấy nha. Đó, khoen thì toàn bộ Furisit gồm 2 4 6 7 8 khoen tất cả bao gồm cả đầu bung cần còn đẹp nhé, không lỗi. Bây giờ còn cái vị trí bát này, cái vị trí này đó, nó có bị xanh đó. Đó, nó xuống màu. Còn tổng thể khá sáng nhé. Cây này nặng là 384 g, dài 2m4, độ cứng 120 nhé. Giá của cần là 1.200.000. 1.200.000 nhé. Cây cuối cùng, cây cuối cùng của lô 1.200.000. Rồi, một cây cần biển này, khách nào mà câu đáy, câu biển. Câu đáy, câu biển thì cái dòng này thì em bán trên em, chỗ em là dân biển nên bán cái dòng này nó cũng rất là nhiều. Rất là nhiều nên là em cũng hay tìm những cái dòng cần biển để nhập cái này cắm gốc nha. Tháo gốc ra cho dễ cầm, nó nặng đấy mọi người, nó nặng, cây này nó tới cái hai lần phần gốc nó đã nặng rồi. Nó dài, cái này là của cần hãng Pen. Của cần Pen nhé. Đó, gốc này chui inox, gốc này là gốc gỗ, bát là bát nhôm rồi. Đó, cái bát rất là bạo lực ha. Rất là nặng cái phần gốc này rồi. Nặng 1,2 kg, cân cả cây cần lên là 1,2 kg nhé. Cắm gốc dài 1,65 m, thông số cần này nè. Pen Deep Syrup này, dài là 1,65 m, rất là cứng nha mọi người, cây này nó rất là cứng luôn á. Khoen của nó đây, cái này thì là khoen đầu tiên của nó là khoen ròng rọc. Rồi các khoen tiếp theo là dạng khoen như thế này. Khoen như thế này, cái này là ngọn đặc á mọi người nhé. Bu ròng rọc. Cần của hãng Ben. Cái này ngọn tới 5,5 ly, 5,6 ly. 5,6 ly, rồi ngọn của nó em đo được, nó rất là cứng luôn. Rất là cứng, dài 1,65 m thôi. 1,65 m thôi nhé. Đó, ấn mọi người thấy không cong luôn. Tổng thể của cần ấy, nặng là ký 2 nhé. Cái này giá là 1 triệu nha mọi người. Giá là 1 triệu. Cần của Ben 1,65 m. Tiếp theo này, số đó là số 12 nha. Rồi số 13 em sẽ lên một cây cần. Cây này là dạng cần hàng thủ công nha mọi người. Hàng thủ công người ta làm này mọi người nhìn này. Người ta làm, người ta quấn trang trí. Đấy, mọi người thấy kim tuyến người ta làm không? Đó, một khúc 1 m, em coi. 2,05 m, 2,04 m. 2,04 m, 2,05 m gì đó. Nó là một khúc nha, một khúc thì ở trên đây thì nó không có thương hiệu hết, tại vì người ta quấn này, cái gốc, cái ngọn này bên trong là ngọn đặc nha mọi người. Ngọn đặc á, cái dòng này là ngọn đặc hết. Đó, người ta đi kim tuyến như thế này từ gốc tới ngọn luôn. Bu của nó là dạng bu như thế này nè. Ừ, thấy nha, để em đi chi tiết phần gốc. Nó rất là cứng á. Còn đặc mà, nó sức tải rất là khỏe luôn. Một xương đặc. Chui của nó đây, tay cầm mút xốp bát nhôm. Bát vặn. Đó, gốc đây, trang trí như thế này. Người ta đi chỉ kim tuyến quấn. Khoen xích nha mọi người. Cái này khoen Furisit biển, nó bám bẩn trên khoen một xíu. Đó. Đó. Tất cả nó là khoen Furisit đen. Xích hết.
Đó, nó có, nói chung là nó có mỗi khoen đều có, nó có dập Fuji hết nha mọi người, Fuji xích đó. Bù của nó đây, bù rồng rọc như thế này này, xứ xích nhé, ngọn này để em đo cái ngọn nhé. Thực ra nó đi keo hết rồi, đo cái ngọn này nó cũng không có chính xác, đo tới 6 ly mà. Rồi cây này dài là 2m05, 04, 05 gì đó nha. Một khúc thôi. Em để cho mọi người giá là 1 triệu. Giá là 1 triệu sale. Sale cái này là cuối năm rồi, em sale để em bán thôi, chứ còn giờ này tầm này lời lãi gì tầm này nữa. 1 triệu ha. 1 triệu mã số 13. Rất là cứng nha. Rồi, cây cuối cùng nè. Số 14 cũng là một cây cắm gốc. À, cây này không, cây này cái dòng này chắc là vì em bán cái dòng này mấy cây trước rồi, nhưng mà hôm nay là em để giá tốt hơn nè. 2,5 m ha, cắm gốc nhôm. Đây, gốc nhôm. Cây này mọi người chốt thì mọi người khách nào mình đặt chốt chắc giúp em nhé, tại vì nó dài lắm, nó tới 2,5 m rồi. 2,5 m mà nguyên cái phần ngọn ha, em đo luôn nhé, phần ngọn của nó nè, tại vì đóng hàng nó vất vả mọi người. Em chỉ ngại cái ship đi bị bom, ship lui ship tới nó là rất là, tại vì nó dài, nó cồng kềnh phí nó cao lắm. Mọi người nguyên cái phần gốc của nó đã là 2,17 m rồi, 2,17 m rồi nha mọi người, tại vì nó là dòng cắm gốc dài 2,5 m, nguyên cái phần ngọn là đã 2,17 m. Nói chung là khách tốt cây này thì vui lòng là cọc giúp em để em đóng hàng nha. Đấy, còn không cọc thì thôi mọi người bỏ qua giùm em cũng được. Hoặc là khách quen thì mọi người chốt. Chứ còn cái này mà em bán thanh lý rồi mà còn bị bom nữa thì thôi luôn á. Đấy, 30-50 LB. Khoen xích nha mọi người, khoen Fuji xích gâu hết. Bây giờ khoen của cây này nó rất là xịn sò luôn. Kiếm tiền ăn Tết mọi người, bán kiếm tiền ăn Tết. Có rất nhiều khoen nhé, cái này bụi thôi nè. Bù đây. Nó bao nhiêu khoen? 2, 4, 6, 8 khoen. 8 khoen bao gồm cả đầu bù nha. Rồi cây cuối cùng dài là 2,5 m, 30-50 LB. Giá cần là 1.800.000 miễn ship nha. 1.800.000 miễn ship. À, tổng thể của nó như thế này. Rất là mới, cây này còn đẹp với khoen, nó bám bẩn thôi mọi người. Đó, tổng thể cây cuối cùng đây. Đó, cắm gốc nhôm nhé, giá là 1.800.000. Rồi, em giới thiệu tất cả là 14 mã như vậy. Mọi người xem có nhu cầu đặt hàng, vui lòng liên hệ giúp em qua số điện thoại 0932 455 407 nhé. Hoặc là nhắn tin qua Zalo giúp em để em chốt đơn. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người ha.